Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng giải các câu hỏi trong đề thi MOS của Microsoft sử dụng cái project số 3 trong đề 1 trong môn Excel 2016 phần Specialist. Và với cái nội dung của video này các bạn có thể thấy là tôi đang ở phần overview của cái project số 3 và chỗ này có vẻ khá ngọt ice cream kem đây. Cho có thể cùng xem cái tình huống là a shop you many sells custom flavored ice cream tức là đấy là bạn bán những cái uh, cái cái shop của các bạn đang bán các cái gọi là cái hương vị kem khác nhau và you are tracking the cost and profit for each flavor and summarizing the information in a workbook tức là bạn đang theo dõi cái chi phí cũng như cái lợi nhuận trên mỗi cái đầu hương vị đấy và um, chúng ta đang đang là gì tổ chức lại các cái thông tin trong cái sổ tính của Excel. Thế thì với cái tình huống này thì nó cũng chưa làm rõ ý lắm cho cái cái tình cho cái câu hỏi đằng sau chưa chưa xem câu hỏi đằng sau thì chúng ta có thể là hiểu rõ hơn cái ý này. Nhưng đại ý là chỗ này có vẻ như người ta đang theo dõi cái chi phí và cái lợi nhuận cho các flavor tức là các cái, cái hương vị ở đây à, khả năng là sẽ phải tìm những cái gì đấy nó cao nhất hay là tốt nhất gì đấy chẳng hạn trong những cái câu phía đằng sau rồi, Tức là những cái phần thằng sau có thể các bạn sẽ phải dùng đến hàm rồi đó à, Chứ nó không giống như cái project trước là không có hàm đâu Thì ta có thể vào thử cái task số 1 Thì tại task số 1 này Thì ta sẽ thấy là gì Ở đây nó có là Simultaneously replace all occurrence of the word chocolate with chocolate in the workbook chỗ này mà cứ có cái từ là simultaneously này thì nó rất là mệt bởi vì là cái này chúng ta thường là sẽ phải làm nó cùng lúc, làm đồng thời luôn ấy. À, tức là chúng ta sẽ phải thay thế occurrence, tức là những cái chỗ mà có cái từ chocolate này bằng cái từ là chocolate và phải thay cùng lúc. Um do vậy là chỗ này thay cùng lúc thì ta không thể vào đây mà thay từng cái một thay từng cái thì không phải là simultaneously rồi mà chúng ta sẽ phải thay cùng lúc thì các bạn nghĩ là phải dùng gì dùng chức năng replace À, ta dùng chức năng là tìm kiếm và thay thế và chức năng thay thế này thì nó nằm trong thẻ home chúng ta sẽ có nhóm là editing và ta sẽ có chức năng là file select ở cuối cùng các bạn có chức năng replace ở đây và phím tắt của nó các bạn có thể thấy hiện ra chỗ kia là Ctrl H thì các bạn có thể dùng cái phím tắt là Ctrl H cũng được hoặc là nhấn replace đây cũng được và dùng chức năng này thì ta có thể thay chữ file what là chữ cần phải thay cho cô chỗ này tôi đang bật tiếng Việt rồi thay đúng chữ nhá ta thay bằng chữ là chocolate rồi xong à, không có bất cứ yêu cầu gì đặc biệt cho nên chúng ta cũng không làm thêm gì đặc biệt mà chỉ cần nhấn nút replace all là được rồi à, các bạn nhấn replace all thì nó sẽ thay tất cả những chữ có chữ chocolate bằng chữ chocolate rồi cho nhấn nút close đóng lại thì thường những cái chỗ mà có cái từ khóa này là chúng ta sẽ phải thực hiện việc đấy cùng lúc và đây ta thấy là gì thay thế cùng lúc thì ta sẽ phải dùng chức năng là tìm kiếm thay thế chứ ta không thể thay tay được rồi, câu này xong, nhấn mark complete. Ta sang câu số 2. On the course worksheet, tức là trong cái sheet, vẫn là trong cái sheet là course ở đây. Repeat the rows contain the company logo and column headings. Tức là sẽ phải lặp lại các dòng mà có chứa cái logo, chắc là cái này rồi. Và column headings à làm hết đi tức là cái tiêu đề của các cột thì nó chính là dòng 3 này sẽ so appear on all print pages à, tức là cái việc này lặp lại và nó sẽ hiện trên tất cả các trang in chứ không phải là uh, chúng ta lăn lăn xuống dưới thấy được nó đâu thì đôi khi cho anh nghĩ việc là lăn xuống dưới vẫn thấy nó thì không phải cái đấy là free sao rồi cho ta thấy là gì đây là lặp lại khi in vậy thì các bạn sẽ phải vào những cái chức năng liên quan đến phần là page layout à, liên quan đến phần in ấn mà và ta có cái để lặp lại những cái dòng đấy trong phần in gọi là print titles thì ta nhấn print titles rồi các bạn vào cái phần là print titles thì các bạn sẽ thấy là rows to repeat at top tức ừ. là những cái dòng được lặp lại ở đầu tiên á thì ta sẽ chọn dòng 1 đến dòng 3 hoặc là 3 1 thì thoải mái và sau khi xong thì các bạn nhấn nữa OK và như vậy câu số 2 này đã hoàn thành nhấn hoàn thành ta sang câu số 3 in cell B uh, 20 h on the profit ta đổi sheet rồi đây không còn là cái sheet kia nữa đâu mà ta sang cái sheet profit rồi các bạn sang sheet profit Đó. cell B 20 h tức là OB 28 rồi Ừ, nhập công thức insert a formula <laughs> các bạn nhập công thức là That display the number of sales greater than uh, 250 tức là chúng ta sẽ phải nhập công thức làm sao mà hiển thị được cái con số sales uh, sales là cái nào đây? Lên trên xem nào. Sales tức là cột D đây rồi, hiển thị những cái tức là hiện ra uh, Số của những cái cell nào là lớn hơn 250 Đấy là đếm tất cả những cái nào mà có giá trị cells lớn hơn 250 Ok Vậy thì chúng ta đứng ở đây công thức thì cứ bằng người đã uhm, Vấn đề là cái gì Display the number of cells greater than 250 Hiển thị ra con số này Chính là đếm đó uhm đếm những cái số mà lớn hơn 250 đơn giản đếm những số lớn hơn 250 thì nó sẽ là count rồi thì ta viết count nhưng mà đếm với điều kiện lớn hơn 250 thì các bạn không dùng hàm count được mà phải dùng hàm count if à, cao if nếu các bạn không nhớ thì các bạn sẽ xe cần phải xem lại các video liên quan đến việc là hướng dẫn cao if như thế nào hình như nằm ở trong cái phần Excel phần thứ hai đó Ok đến cao if tôi nhấn tab một cái thì ta có cái đầu tiên là range thôi tôi giải thích làm luôn ở đây range là cái vùng để chúng ta đếm tức là vùng ở chỗ là D4 này ship kích một cái xuống đến đây là D26 Ồ oh, chỗ này có bảng à nếu có bảng thì tốt quá có bảng thì các bạn chỉ cần range chuột đây kích một cái thôi là nó sẽ chọn nguyên cái bảng là thêm một số 2 và cột sales rồi Ok, rồi sang tham số tiếp theo thì các bạn chú ý nhé Trên cái máy mà chúng ta làm bài thi là phẩy chấm phẩy Chắc là máy bài, làm bài thi thông thường sẽ dùng được phẩy Bởi vì nó là thiết lập chuẩn luôn Rồi, criteria điều kiện ừ, Điều kiện lớn hơn 250 cho biết là Điều kiện là nó nằm trong một Nó là một cái đoạn text Text thì nằm trong rồi nhé đôi Lớn hơn Không có bằng nha, đây chỉ có lớn hơn 250 Nhảy, đóng không? Enter hy vọng là đúng 9 nếu các bạn không tin thì các bạn lên trên này đếm xem <laughs> có đủ 9 hay không nếu mà nó sai thì có thể do công thức sai ok rồi coi như câu này xong tôi vào task số 3 mark complete ta sang câu số 4 nhé modify the charts on the profit washes shows the flavors that are display as a horizontal hmm. tức là cái chart ở trong cái sheet profit có cái chart nào đây không nhỉ à đây có cái biểu đồ đây rồi Ok, ta kích vào biểu đồ cái đã. À, cho sẽ phải thay đổi biểu đồ này làm sao cho cái phần flavors tức là cái hương hương vị gì đấy nó sẽ hiển thị là horizontal axis labels. À, cái phần hương vị đấy xem nào, hương vị nó nằm đâu? Đây là income và expense rồi. À, đây các cái hương vị ở nó đây rồi. À, như vậy là hương vị nó sẽ nằm ngang. Rồi, và expense and income are the legend series tức là expense và income sẽ thành series tức là thành cái chuỗi nào đấy ở đây ví dụ chuỗi vàng chuỗi xanh gì chẳng hạn ok cái này rất đơn giản nó đang lấy theo một cái hướng là gì income thì nằm dưới income expense nằm dưới còn các hương vị nó nằm ở ở, ở trục dọc đấy à, chủ tung đó vì à, giờ ta đảo nó lại thôi đảo thì các bạn nhớ là liên quan đến cái phần này tôi cũng đã có trong cái phần học như của Excel đúng không của Excel chuyên gia Excel lớp chuyên gia Excel phần 2 có rồi thì nói về cái việc là đảo đảo cho dùng switch thôi đơn giản những cái nút là switch row column cái xong câu này rất đơn giản À, ta chuyển tất toàn tất cả các hương vị thành cái hàng ngang đó còn cái phần incoming expense thì nó sẽ lên ừ, theo cái cột rồi, sau khi xong cái task số 4 này rồi thì ta mất complete sang task số 5 Modify the charts on the professional system à, Vẫn sửa cái chart này So the legend appears at the top Tức là legend, có một cái gì đấy gọi là legend ừ, Thực ra nó là những cái mô tả legend này này à, Nó phải nằm ở top, sẽ nằm phía trên thì các bạn có thể nạp nó kéo lên trên nằm nó kéo lên trên cũng được nhưng mà nó không đúng và một là bài thi làm như thế không không chuẩn cái thứ hai trong thực tế nếu cho nắm nó kéo lên trên thì nó sẽ vướng những cái này chúng ta phải căn chỉnh rất mất công thay vì phải làm như thế thì các bạn có thể dùng những cái nút chẳng như là design này chat element này cho vào cái phần là legend nó nằm đầu đấy để nó là top thế là xong à. hoặc là chúng ta có thể nhấn dấu cộng chỗ này này rồi chỗ này nó có Legend này Để top Đấy Trong thực tế công việc lẫn cả à, Trong cái quá trình làm bài kiểm tra Bài kiểm tra các bạn thấy là Đẩy cái lên như thế này đúng không Có nhiều người nói là Cứ hỏi trong bài kiểm tra Nó không làm gì trong thực tế Có đấy Nhưng cái này trong thực tế kéo tay Mất công hơn rất nhiều So với việc là chúng ta dùng đúng chức năng như thế này Vậy là xong Câu số 5 hoàn chỉnh Mất complete à, Vậy là ta đã xong được đề số À Phần thứ ba Cái process số 3 Trong đề số 1 rồi, nếu các bạn quan tâm đến những cái project khác, các bạn à, vui lòng xem thêm các video khác nhé. Và để trao đổi nó thuận tiện và dễ dàng hơn thì các bạn có thể tham gia nhóm Facebook của Office Lab tại địa chỉ là Facebook Group và Tài nguyên lớp học. Ừ. Rồi nếu các bạn có thêm vướng mắc gì đấy thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo cái số điện thoại à, hoặc là email trên này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.